Vợ Hoàng Anh về Việt Nam ăn mặc hết sức giản dị, nhưng nhìn loạt ảnh tiệc tùng bên Mỹ thì choáng. Về Việt Nam, toàn mặc quần áo giản dị, kính cổng cao tường, ai ngờ ở bên Mỹ vợ của Hoàng Anh lại diện đồ như thế này. Sau khi công khai tình yêu và tổ chức đám cưới với cô gái Việt Kiều sống ở Mỹ, nam diễn viên Hoàng Anh đã thu hút được nhiều sự chú ý của truyền thông. Đặc biệt, sự chênh lệch về nhan sắc của cặp đôi này đã được dư luận đề cập và bàn tán khá nhiều. Tuy nhiên, điều này chẳng hề ảnh hưởng gì đến cả hai, họ vẫn sống vui vẻ và rất hạnh phúc. Vợ của Hoàng Anh tên là Quỳnh Như, dáng người đầy đặn và gương mặt phúc hậu. Khi về Việt Nam, cô ăn mặc rất giản dị. Khi thì quần áo kín cổng cao tường, nếu có mặc váy thì cũng không hề lòe xòe diêm dúa. Ai cũng tưởng cô là người hết sức giản dị. Tuy nhiên, chắc chắn ai có suy nghĩ như vậy thì đã nhầm khi nhìn loạt ảnh này của Quỳnh Như ở Mỹ. Trong các bức ảnh được tát trên Facebook, có thể thấy vợ của Hoàng Anh thường xuyên đi chơi tiệc tùng cùng với bạn bè và phong cách thời trang của cô gái này cũng khác so với ở Việt Nam. Cô thường xuyên mặc váy hơn và cũng sexy hơn, khi thì khoe chân, khi thì khoe ngực đầy đặn. Về Việt Nam, cô nàng ăn mặc rất kín đáo và giản dị. Đi hẹn với bạn mà vợ Hoàng Anh mặc rất kín cổng cao tường. Các trang phục hầu như là tối màu, còn ở Mỹ thì cô mặc thoáng hơn một chút. Đi hẹn hò với bạn bè, người đẹp sinh năm 1984, mặc những bộ đồ khá gợi cảm. Khi thì váy ôm sát body, khi thì khoét khá sâu, khoe vòng một đầy đặn. Nhìn phong cách có sự khác biệt so với ở Việt Nam. Quỳnh Như chơi cả với diễn viên Thúy Nga. Các bạn của cô ăn mặc cũng rất trẻ trung và xanh điệu. Nhìn vợ Hoàng Anh thế này, nhiều người đã khá bất ngờ vì đã quen mắt với hình ảnh nền nã giản dị lúc ở Việt Nam. Hết Minh Hằng đến lượt Đàm Vĩnh Hưng tố Hồ Ngọc Hà vụ Tây Đình khiến ai cũng choáng. Những lời lẽ này của Đàm Vĩnh Hưng viết cho Hồ Ngọc Hà thực sự khiến nhiều người ngỡ ngàng. Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải đoạn trạng thái khá dài nhằm bênh vực Hồ Ngọc Hà sau khi nữ ca sĩ bị tố chèn ép Minh Hằng rời khỏi The Face. Theo đó, ông Hoàng Nhạc Việt bày tỏ, trời đã sinh ra Hưng, sao còn lại sinh Hà. Ta ghét nhà ngươi vì nhà ngươi dám cả gan dễ thương ngang hàng với ta. Ta ganh tị với nhà ngươi vì ngươi được Thượng Đế ban cho cái đầu thông minh, một nhan sắc không thể không nhìn, một tâm hồn khiêm tốn và rất đời. Ta thù nhà ngươi vì dám nhào vô cấu xé miếng bánh scandal của ta. Ta căm nhà ngươi vì ngươi đã chiếm mất một nửa của ta về sự ganh ghét và thị phi. Để rồi cái tên của ngươi cũng lâm le muốn làm tốn hao giấy mực và chiếm đoạt thời gian chú ý của thiên hạ như ta. Đàm Tiếu Gia, Hồ Thị Phi, ta hận ngươi đến mức muốn biến ta và ngươi thành một cá thể để cho nó nổ vang trời một lần cho tất cả cùng tan biến. Ta muốn thách đấu với nhà ngươi về sự chịu đựng, ngày giờ và địa điểm cho ngươi chọn. I love you, my city shit. Hình ảnh có thể chẳng liên quan gì với status, nhưng nó có khả năng khiến nhiều người phải làm thao tác lưu hình lại đó nha. Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn trạng thái của Đàm Vĩnh Hưng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Theo đó, nhiều người rất đồng tình với cách xử sự của nam ca sĩ và cho rằng đó là nghĩa cử cao đẹp mà anh muốn dành cho em gái Hồ Ngọc Hà của mình, bênh vực và bảo vệ cô giữa bão thị phi. Sau đoạn livestream dài gần 60 phút của Minh Hằng chiều ngày 19 tháng 4, nhiều khán giả bất ngờ khi nữ ca sĩ ngầm ám chỉ Hồ Ngọc Hà chính là người chèn ép cô phải rời khỏi ghế nóng The Face. Trước những ồn ào đó, đại diện của nữ hoàng giải trí cho biết, hai ngày qua, cô và ekip bận rộn ghi hình tại Quảng Bình nên không thể chia sẻ gì nhiều. Đồng thời, người này cũng khẳng định Hồ Ngọc Hà không đưa ra bất kỳ bình luận gì để tránh đẩy sự việc đi quá xa. Nhà sản xuất sẽ là đơn vị kiểm chứng chính xác nhất lời nói của Minh Hằng. Minh Hằng, hành trình từ bé heo ngây thơ đến người đẹp dũng cảm tố mặt trái của showbiz. Minh Hằng được biết đến với biệt danh bé heo nhờ ngoại hình mũm mĩm, nhưng khoảng vài năm trở lại đây, cô thay đổi gợi cảm xinh đẹp và cũng mạnh mẽ hơn. Bé heo mũm mĩm một thời, Minh Hằng sinh năm 1987, được biết đến là một trong những ca sĩ, diễn viên trẻ được khán giả yêu mến. Cô cũng là một trong những người đẹp hàng đầu showbiz, sở hữu gu ăn mặc trẻ trung, xanh điệu và được nhiều thương hiệu mời quảng cáo. Minh Hằng bén duyên với nghệ thuật từ khá sớm, năm 13 tuổi, bố mẹ cô ly dị. Minh Hằng ở cùng với mẹ tại Bình Thạnh trong một căn hộ nghèo. Sự nghiệp của cô bắt đầu khi Minh Hằng tham gia vào một ban nhạc có tên là Pha Lê, thế nhưng không được đón nhận nhiều như sự kỳ vọng.
Điện ảnh đến với Minh Hằng như duyên số và người đẹp cũng chỉ thực sự được biết đến thông qua vai diễn đầu tay trong bộ phim Gió Thiên Đường vào năm 2005. Dù sau đó tạo được khá nhiều sự chú ý, nhưng Minh Hằng quyết định dừng diễn xuất để tập trung cho đam mê âm nhạc. Album đầu tay Một Phòng Trái Đất của cô rất được đón nhận. Đây cũng là album đạt mức giá bán kỷ lục cao nhất từ trước đến nay tại thị trường âm nhạc Việt Nam. Sau đó, Minh Hằng còn thành danh với nhiều ca khúc như Sắc Môi Em Hồng, YOLO, Giờ Em Đã Biết, 123 Chia Tay. Thời mới nổi tiếng, Minh Hằng hướng tới hình ảnh trong sáng dễ thương, cùng với ngoại hình có phần bụ bẩm, cô được nhiều người yêu mến đặt cho biệt danh bé heo. Dù vẻ đẹp của Minh Hằng thực sự không theo chuẩn hình hạt xương mai, nhưng nữ diễn viên vẫn có lượng fan hâm mộ đông đảo. Không ít người còn cho rằng chính sự nhí nhảnh pha chút ngô nghê đã làm nên một Minh Hằng cực kỳ nổi bật và khác biệt trong số những nghệ sĩ cùng thời. Trong lĩnh vực điện ảnh, bé heo một mực trung thành với hình ảnh nữ tính ngọt ngào. Cô ghi dấu ấn với nhiều bộ phim như Giải Cứu Thần Chết, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Những Nụ Hôn Rực Rỡ, Tối Nay 8 Giờ, Con Ma Nhà Họ Vương, Sắc Đẹp Ngàn Cân. Tuy nhiên, phải đến bộ phim gần nhất Vừa Đi Vừa Khóc mới là một cú hit lớn đối với cô nàng. Kết hợp cùng người tình màn ảnh Lương Mạnh Hải, Minh Hằng, cả hai đã đốn tim người xem với một câu chuyện tình cực kỳ dễ thương nhưng không kém phần xúc động. Vai diễn vô cùng ấn tượng này cũng đã giúp mỹ nữ nhận được giải nữ diễn viên được yêu thích nhất màn ảnh tại Mai Vàng 2014. Trải qua không ít scandal, tham gia showbiz từ thời trẻ, Minh Hằng gặp phải không ít scandal, song cô đều tự tin vượt qua. Năm 2010, Minh Hằng bị lôi vào scandal khi team thừa nhận chuyện vượt rào với một nữ ca sĩ nổi tiếng. Dù chưa gặp kiểm chứng tính xác thật, thì team đã ngay lập tức lên tiếng thừa nhận và còn bức xúc cho rằng tôi rất khó chịu khi những chuyện riêng tư của mình cứ bị đào xới lại mãi. Quá khứ qua rồi, hãy để tôi và Minh Hằng được yên. Khoảng giữa năm 2011, trong Sinning Show, Minh Hằng đã diện một bộ váy mang phong cách sườn xám, khiến nảy sinh nhiều ý kiến râm ran về bộ trang phục này trong giới showbiz. Nhiều người chỉ trích cô trong tình hình căng thẳng ở Biển Đông mà lại mặc một bộ đồ liên quan đến Trung Quốc. Sau đó, trong đêm nhạc Mỹ Nhân cuối năm 2011, Minh Hằng diện một chiếc quần ren bó sát và bị nghi là lộ phần nhạy cảm. Bộ trang phục gây ra làn sóng tranh cãi từ những khán giả theo dõi chương trình cũng như những nhà phê bình nghệ thuật của các báo điện tử. Ngay sau đó, Cục Nghệ thuật Biểu diễn Việt Nam đã yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam tỉnh Quảng Bình làm rõ và sẽ xử phạt theo quy chế. Tại cuộc thi Bước Nhảy Hoàng Vũ 2012, Minh Hằng bị cho là đạo giọng của ca sĩ Lan Anh cho những nốt phôn cao ở cuối bài trong trích đoạn nhạc kịch. Scandal chôm giọng hát khiến khán giả bất bình vì bị lừa dối và sự thiếu tôn trọng của cô ca sĩ trẻ. Dù Minh Quân lập tức nhận trách nhiệm, anh cho rằng lỗi là của mình khi vì muốn tiết mục an toàn nên đã tự lấy giọng của Lan Anh mà không xin phép, dẫn tới sự cố đáng tiếc. Mặc dù vài scandal này đã khiến hình ảnh Minh Hằng trở nên xấu xí hơn rất nhiều trong mắt công chúng. Nỗ lực xây dựng hình ảnh xinh đẹp gợi cảm nhưng cũng đầy kẹo ngọt. Từ năm 2010, Minh Hằng dần dần xuất hiện với hình ảnh cá tính táo bạo. Người đẹp không ngần ngại thay đổi phong cách, làm mới bản thân liên tục để không gây nhàm chán cho công chúng. Nhờ vào quá trình giảm cân nghiêm ngặt, Minh Hằng giờ đây sở hữu thân hình với những số đo mơ ước của biết bao cô gái. Không thể phủ nhận rằng sự lột xác này đã góp phần không nhỏ giúp Minh Hằng trở thành mỹ nữ được nhiều người vô cùng thèm khát. Đi cùng với sự thay đổi về nhan sắc là gu thời trang ngày càng đẳng cấp của Minh Hằng. Dễ dàng nhận thấy bé heo ngày nào luôn diện những trang phục mang hơi hướng trưởng thành gợi cảm hơn. Người hâm mộ không khỏi phát cuồng mỗi lần thấy cô lộng lẫy tỏa sáng tại các sự kiện giải trí. Giờ đây, nhắc đến Minh Hằng, người ta nghĩ ngay đến một cô gái cực kỳ nóng bỏng cùng khuôn mặt đẹp hút hồn. Không thể phủ nhận khi nói rằng trải qua gần 10 năm hoạt động trong showbiz, Minh Hằng càng ngày càng đẹp và đầm thắm hơn rất nhiều. Và từ đó cô cũng trở thành gương mặt được giới trẻ yêu thích, sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo lớn. Và dũng cảm tối chuyện bị Hồ Ngọc Hà chèn ép. Suốt tuần qua, người hâm mộ xôn xao khi xuất hiện thông tin ca sĩ Minh Hằng buộc phải rời khỏi vị trí ghế nóng The Face 2017 vì có một đàn chị chèn ép, dù trước đó cô đã được ban tổ chức mời làm huấn luyện viên. Không nói rõ nhân vật đó là ai, nhưng nhiều khán giả đã bán tín bán nghi người đó là Hồ Ngọc Hà, huấn luyện viên The Face mùa đầu tiên. Sau thời gian từ chối trả lời báo chí và lảng tránh nhắc đến sự việc, cuối cùng cách đây ít phút, Minh Hằng đã chính thức lên tiếng trong một buổi phỏng vấn livestream. Khi được hỏi trực diện về người chèn ép cô rời khỏi The Face, có phải Hồ Ngọc Hà hay không,
Minh Hằng suy nghĩ rất lâu, cô đắn đo, mắt rơm rớm rồi thừa nhận. Ừ, đó là điều mà Hằng muốn nhắc đến nhiều nhất. Người đẹp sinh năm 1987 chia sẻ, cô chỉ muốn nói lên sự thật rằng, dù thật sự không muốn chỉ đích danh một ai đó. Bộc bạch về cảm giác khi nghe tin nhân vật tên H không đồng tình việc mình ngồi ghế nóng, Minh Hằng rơm rớm lệ và nói, cái phản ứng đầu tiên của Hằng đó là không tin đó là sự thật. Sau khi làm việc với ban tổ chức nhiều lần thì mới biết đó là sự thật. Mình cũng không biết lý do vì sao lại như vậy. Đối tượng muốn sự việc như thế khiến Hằng hoàn toàn bất ngờ. Nếu như đó là người chưa từng quen biết, chưa từng cộng tác thì Hằng sẽ đấu tranh đến cùng. Nhưng đối với đối tượng này, Hằng rút lui và đó là một sự tôn trọng cuối cùng Hằng dành cho người ấy. Dùng sự chi phối của mình để chi phối rất nhiều người, đó là điều không nên. Hằng có mối quan hệ đặc biệt với người ấy, tuy không phải quá thân, không gặp gỡ quá nhiều, nhưng Hằng có sự tôn trọng với người ấy. Đối với người có tình cảm thì sẽ rất khó xử lý hơn rất là nhiều. Nếu gặp người đó ở ngoài đời, Hằng vẫn sẽ cúi chào, nhưng không biết là sự cúi chào đó có nhận được sự đồng ý hay không, Minh Hằng bày tỏ. Nói về tình cảm trước đây với Hồ Ngọc Hà, Minh Hằng đã kể câu chuyện từng được đàn chị hỗ trợ hát bè trong chuyến lưu diễn. Điều đó làm cô rất bất ngờ và xúc động. Chia sẻ của Minh Hằng hiện vẫn gây nóng showbiz Việt, trong khi phía Hồ Ngọc Hà cho biết không muốn bị dính vào những lùm xùm thì phần đông công chúng ủng hộ Minh Hằng khi đã dám nói lên sự thật này.